Chào các bạn, mình là San. Khoảng 1 năm trước ấy thì San có lên sóng một video 6 tư duy quản lý về tiền bạc. Trong đấy, tư duy đầu tiên mà San nhắc đến đấy chính là quản lý từng chi tiêu nhỏ nhất. San đã áp dụng điều đấy suốt nhiều năm nay và với San điều này thực sự hiệu quả. Những điều mà San gọi là nhỏ nhất thực ra chỉ là những điều nhỏ bé xung quanh cuộc sống của chúng ta mà thôi. Nếu như chúng ta thực sự chú ý đến nó, coi nó như là một nguồn tiêu dùng có thể tiết kiệm được, thì các bạn cũng sẽ rất là bất ngờ với số tiền mà các bạn dư ra được so với số tiền trước đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một checklist nho nhỏ để cùng nhau kiểm tra xem bạn đã tốn bao nhiêu cho những điều này và liệu chúng ta sẽ tiết kiệm chúng ra sao nhé. 1. Chi phí nhà ở. 2. Chi phí sinh hoạt hàng ngày. 3. Chi phí ăn uống. 4. Chi phí mua sắm. 5. Thói quen sử dụng dịch vụ chi tiêu. Và chúng ta hãy cùng nhau điểm qua 5 mục này nhé. Ai trong chúng ta cũng sẽ cần một nơi để ở, và đây là một chi phí bắt buộc, đặc biệt là những người sống tự lập như San, sống xa gia đình ha. Và đương nhiên sẽ là một bài toán khó nếu như chúng ta cần phải cân đối giữa chi phí và tiện ích của nơi mà chúng ta sống. Thực sự là San đã chuyển sang một ngôi nhà mới, và ở khu mà San sống ấy thì chi phí nhà cho thuê nó đã tăng 40-50% từ năm 2020 đến năm 2022. Nghĩa là chỉ trong 2 năm thôi mà chi phí nó đã tăng lên rất là nhiều lần. Và đương nhiên bản thân San thì muốn sống trong một căn nhà mà đầy đủ tiện nghi một chút. Và ngân sách cho nhà ở của San ấy thì nó sẽ giữ đâu đấy khoảng 10%. Và San nghĩ rằng tùy theo thu nhập của các bạn thì dù sao ấy, việc chúng ta thuê nhà và những cái chi phí liên quan đến nhà ở nó không nên vượt quá 25%, để chúng ta sẽ dành tiền cho những mục đích khác nữa. Rất là nhiều bạn trẻ bây giờ đang gặp khó khăn trong việc thuê nhà, đặc biệt là ở các thành phố lớn khi mà giá nhà đang tăng lên rất là cao. Thì các bạn có thể lựa chọn một số những phương pháp, như là các bạn có thể tìm người ở ghép, rồi là chọn ở xa hơn so với những cái khu vực trung tâm, tại vì trung tâm thường giá cả rất là cao. Chúng ta chọn xa hơn thì giá có thể rẻ, thậm chí là rẻ hơn một nửa luôn. Sau khi đã có một nơi ở hợp lý rồi thì điều tiếp theo chúng ta cần phải quan tâm đó chính là chi phí sinh hoạt hàng ngày. Gần đây thì San có biết đến một cộng đồng mang tên Gen Z, là Green Generation, một thế hệ sống xanh. Các bạn trẻ Gen Z thì các bạn có chung lý tưởng, để chính là bảo vệ môi trường, sống một cuộc sống tối giản, lành mạnh, quan tâm đến việc phát triển bản thân theo hướng xanh và an lành. San nhận ra rằng việc chúng ta sống xanh, sống lành cũng góp phần không nhỏ đến việc tiết kiệm cho chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và hôm nay thì San sẽ có một người bạn đặc biệt là đại sứ của Gen Z đến đây để có thể chia sẻ về bí kíp tiết kiệm chi phí sinh hoạt theo lối sống lành mạnh của bạn ấy. Xin giới thiệu Hina Nguyễn, đại sứ Gen Z. Hi Hina, hôm nay Hina là khách mời đặc biệt trong chủ đề quản lý tài chính cá nhân của San. San cũng đã giới thiệu cho các bạn về Hina rồi, và Gen Green cùng tác dụng lối sống xanh của Hina thì đã góp phần tiết kiệm chi phí chi tiêu sinh hoạt. Và Hina có thể nói rõ hơn cho San và các bạn cùng nghe được không? Rất vinh hạnh. Chào San, chào các bạn. Mình là Hina Nguyễn, đại sứ Gen Z. Trong chi phí sinh hoạt hàng ngày thì Hina chú ý đến hai yếu tố, đó là vật dụng sử dụng trong sinh hoạt và năng lượng sử dụng cho sinh hoạt. Đối với các vật dụng sinh hoạt hàng ngày thì Hina sẽ ưu tiên sử dụng các vật liệu chất liệu bền vững, thân thiện với môi trường để có giá trị sử dụng lâu dài này, không phải mua sắm quá nhiều. Hina nói không với các dụng cụ dùng một lần, tất cả vật dụng mình sử dụng đều có thể làm sạch, làm mới và sử dụng lại. Ví dụ như là dụng cụ ăn uống, nếu bắt buộc phải gọi đồ ship, Hina sẽ luôn đặt ghi chú hoặc là gọi cho nhà hàng, shipper không lấy dụng cụ ăn uống mà luôn mang theo mình bộ dụng cụ ăn uống riêng. Khi đi uống cà phê hay là trà sữa với bạn bè thì Hina cũng sẽ có một bình giữ nhiệt mang theo hàng ngày. Khi đi chợ, mua sắm, Hina sẽ sử dụng túi vải riêng, gấp gọn rất là tiện lợi. Ngay đến cả những chi tiết nhỏ như là khăn giấy, các bạn cũng có thể như Hina, mang khăn vải của riêng mình đi, về nhà chỉ việc giặt và lại sử dụng được, rất là tiết kiệm và thân thiện với môi trường nữa. Hơn nữa là Hina cũng có tái chế, tái sử dụng các vật dụng sinh hoạt, nên là hầu như một tháng không phải chi tiêu gì mấy cho các vật dụng sinh hoạt đâu. Còn về tiết kiệm điện năng sử dụng cho sinh hoạt thì đây chính là mối quan tâm số 1 của Hina đấy. Mình đi từ nhu cầu sử dụng điện năng của bản thân và nhận ra khoản sử dụng của thiết bị làm việc như là máy tính hay là điện thoại là chiếm nhiều điện năng của mình nhất. Công việc của mình đòi hỏi sử dụng các thiết bị công nghệ thường xuyên nên cũng rất là khó để dùng ít đi. Kế đến là nhu cầu làm mát vào mùa hè. Không biết các bạn thế nào,
Mình thì tránh để ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào cửa kính, nơi có điều hòa đang hoạt động, và không bật tắt điều hòa liên tục khiến thiết bị tiêu hao điện năng thêm nhiều lần. Những lúc mình quên tắt điện khi ra khỏi nhà hay là lúc bị lười, mình có thể dùng app và tắt chúng bằng smartphone hoặc là máy tính bảng. Ứng dụng này còn có thể kiểm tra mức tiêu thụ điện năng của điều hòa sau một ngày. Mình thấy rất là tiện lợi, không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn kiểm soát chất lượng không khí, rất là phù hợp cho Gen Z, những người quan tâm đến môi trường như mình. Hiện giờ mình đang sử dụng Panasonic Comfort Cloud vì bản thân mình và các bạn Gen Z chính là được truyền cảm hứng từ cam kết trung hòa và giảm phát thải CO2 của tập đoàn Panasonic đó. Ừ, Sun cũng ưu tiên lựa chọn những thương hiệu uy tín, chú trọng vào đầu tư công nghệ để bảo vệ môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng, hay là các sản phẩm có nhãn xanh. Hiện tại các mặt hàng được nhà nước quy định đều dán nhãn năng lượng. Các bạn có thể chú ý lựa chọn những nhãn 5 sao là tiết kiệm năng lượng tối đa và tiết kiệm năng lượng hơn với các nhãn 3 sao và 4 sao. Có thể cái chi phí đầu tư ban đầu sẽ là cao hơn, nhưng mà nếu nhìn về những lợi ích tuổi thọ lâu dài hay là việc tiết kiệm tiền điện ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được tầm quan trọng của các sản phẩm đấy. Và từ đó thì bài toán giữa chi phí và lợi ích cũng rất là rõ ràng rồi. Cái này là giống như kiểu chúng ta đầu tư vào một cái sản phẩm chất lượng và sử dụng lâu dài. Nhắc luôn đến việc tiết kiệm điện năng thì Hina có nhớ đợt trước nói chuyện với Hina thì Hina có khuyên Sun là hãy sử dụng các thiết bị lọc không khí kháng khuẩn tiết kiệm điện năng, đúng không? Thật ra thì Sun đã thử sử dụng kèm với cả việc tập thể dục này, chú ý đến những gì mình ăn, những gì mình tiếp xúc cũng như là không khí trong nhà. Sun thấy là không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn tiết kiệm kha khá những cái chi phí liên quan đến vấn đề sức khỏe nữa. Chuẩn luôn rồi Sun ơi. Mà nhắc đến những gì mình ăn, chi phí ăn uống cũng chiếm kha khá đấy Sun nhỉ? Yeah, và phần tiếp theo mà Sun muốn chia sẻ trong checklist những thứ mà chúng ta có thể tiết kiệm chi tiêu đó chính là chi phí ăn uống hàng ngày. Chi phí ăn uống của Sun thì nó cũng sẽ tùy thôi, khoảng 10 cho đến 20% thu nhập của mình. Dạo gần đây thì Sun chú trọng hơn trong việc nấu ăn ở nhà ấy, thành ra cái chi phí nó tiết kiệm hơn rất là nhiều so với việc đi ăn ngoài. Và đương nhiên là mặc dù mất một chút công sức để chúng ta tự nấu ăn, nhưng mà Sun cảm thấy là nó vừa vui hơn, thoải mái hơn, được ăn những đồ chúng ta muốn mà lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Sun cũng là một người rất là yêu thích việc đi du lịch, và Sun dành ra khoảng từ 5 cho đến 10% thu nhập của mình để trải nghiệm, cho mình những trải nghiệm mới, đến những nơi mới để có thể relax và cũng như là học hỏi thêm nhiều thứ. Ngoài ra thì vào những dịp lễ hay là dịp sinh nhật chẳng hạn thì Sun cũng dành ra một khoản tiền để có thể mua quà tặng cho những người mình yêu thương, rồi là dành thời gian đi ăn đi uống cùng nhau những dịp đặc biệt như thế. Sun nghĩ rằng việc chi tiêu cho những mối quan hệ cũng rất là cần thiết và rất là quan trọng, nên là chúng ta có thể tiết kiệm nhưng mà không nên cắt bớt hoàn toàn cái phần đấy trong cái phần chi tiêu của chúng ta. Sun tỉ mỉ ghê ấy, còn chia tỷ lệ rõ ràng như vậy nữa cơ mà. Nhưng mà ngược lại thì Sun cũng đã học hỏi được rất là nhiều từ Hina cũng như là các bạn Gen Z xung quanh mình. Cá nhân Sun là một người rất là thoải mái khi shopping, cầm thẻ cứ vậy là quẹt, nên là đôi khi mình sẽ bị chi tiêu quá lố, không có kiểm soát được những chi tiêu cá nhân của bản thân. Hiện tại thì ngoài việc mua sắm tiện lợi, Sun cũng sẽ nghĩ đến cái việc chi tiêu hiệu quả nữa. Vậy nên là Sun luôn có một list danh sách trước những sản phẩm mà mình cần mua. Đối với các món mà đắt tiền ấy thì Sun sẽ không vội mua ngay mà mình sẽ tham khảo trước, rồi là mình xem thử ở đâu có giá cả phải chăng, rồi thương hiệu uy tín nữa thì Sun mới mua hàng. Và từ khi tham gia cộng đồng Gen Z thì Sun cũng đã hình thành được lối sống xanh tối giản và hình thành một thói quen suy nghĩ kỹ về tác động của môi trường từ những cái món hàng mà Sun mua ấy, thì giúp Sun có thể kiểm soát chi tiêu tốt hơn. Bây giờ thì khi mua sắm ấy thì Sun sẽ ưu tiên cho những sản phẩm thân thiện, lành mạnh với môi trường. Nghe Sun nói mà Hina thấy tự hào ghê. Sun chia sẻ tiếp đi, Hina nhớ được nhiều bí quyết lắm rồi nè. Được rồi, để Sun tiếp theo đây, Hina sẽ áp dụng được ngay và luôn nè. Bây giờ có phải là mọi người đã quá quen với việc sử dụng thẻ tín dụng rồi đúng không? Sun đã học được cách thay đổi thói quen sử dụng các thẻ dịch vụ và thẻ chức năng trong việc quản lý chi tiêu. Ví dụ như riêng cá nhân Sun nhé, mình sẽ không sử dụng những hạn mức thẻ tín dụng quá cao. Sun chỉ dùng những loại thẻ tín dụng mà nó thấp hơn rất là nhiều so với thu nhập của mình thôi. Nói chung là nó phù hợp với cả nhu cầu mua sắm hàng tháng của mình. Chứ mình sẽ không sử dụng một loại thẻ có hạn mức quá cao mặc dù mình được phép đặt ra những cái hạn mức như thế. Và vì thẻ tín dụng ấy thì chúng ta sẽ chi tiêu trước trả tiền sau. Chúng ta sẽ rất là dễ bị cuốn vào cái vòng xoáy là kiểu cảm giác mình có rất là nhiều tiền khi mà mua hàng. Vậy nên là chúng ta cần phải có một thói quen suy nghĩ kỹ trước khi mua những sản phẩm, tại vì là rất là dễ để chúng ta bị quá lố khi mà sử dụng thẻ tín dụng.
Hina và các bạn lưu ý nhé. Sun cảm thấy rằng là điều quan trọng nhất đấy chính là chúng ta hiểu được nhu cầu tiêu dùng của bản thân để chúng ta có thể biết cách chi tiêu và tiết kiệm sao cho nó khoa học nhất. Chi tiêu cần phải phù hợp với khả năng kiếm tiền thực tế của các bạn hơn là chi tiêu theo mong muốn hay là theo khát vọng của chúng ta. Để có thể tối ưu chi phí hơn thì với Sun chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất đấy chính là chúng ta sẽ giảm bớt nhu cầu của mình, nghĩa là giảm bớt những cái chi tiêu hàng tháng của các bạn, từ shopping rồi ăn uống rồi nhà ở đó. Còn cách thứ hai là cái cách mà Sun cũng mong muốn chúng ta có thể cùng làm, đấy chính là chúng ta sẽ phát triển nguồn thu nhập của chúng ta hơn, tăng thu nhập lên, hoặc là giảm chi hoặc là tăng thu nhập thôi các bạn. Khi mà các bạn có một cái thu nhập tăng lên theo thời gian ấy, thì các bạn cũng sẽ thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Nhưng mà đương nhiên thoải mái không có nghĩa là chúng ta sẽ vung tiền một cách quá chán nha các bạn. Và bên cạnh đó thì Sun nghĩ rằng chúng ta cũng không nhất thiết phải cắt giảm toàn bộ những cái chi phí sinh hoạt, mà chúng ta nên hiểu rõ về những cái sản phẩm hay là những đồ vật mà chúng ta đang sử dụng, nó có những lợi thế gì để có thể sử dụng và phát huy được chức năng của nó một cách tối ưu nhất. Đúng là chúng mình đã chia sẻ được với nhau rất nhiều và đang ngày càng hướng đến cuộc sống an lành và xanh mát nhỉ. Hôm nay Hina lại có thêm nhiều hiểu biết mới về việc quản lý chi tiêu từ Sun rồi. Hina sẽ chia sẻ thêm tips này cho các bạn Gen Z khác của chúng mình nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Hẹn Hina cuối tuần này nhé. Chúng ta sẽ còn rất là nhiều điều để có thể nói với nhau đấy. Còn các bạn ơi, mọi người hãy cùng xem thử checklist tiết kiệm từ những điều nhỏ nhất của Sun và Hina, xem thử là việc chi tiêu của các bạn sẽ thay đổi như thế nào nhé. Cùng Gen Z sống xanh đi. Hãy đồng hành cùng Hina để trở thành một phần của Gen Z. Panasonic.